cộng đồng mạng đang chia sẻ đoạn clip đánh dấu cảnh cô bé trẻ bị nhóm người đến đánh ghen trong nhà nghỉ khiến đa số chúng ta xôn xao. Cô nhân tình sợ hãi, không có gan phản kháng. Ảnh cắt từ clip. Người bà xã vừa giằng co với chồng vừa lớn tiếng trách móc cô nhân tình của chồng trong uất hận. Mày đi tiếp khách hay gì, tao bảo mày bỏ tay ra. Ba đứa con tao gầy ở nhà. Đây là chồng tao, tao có ba đứa con. Rồi quay sang nhìn người chồng trách móc. Đây là ai, tao hỏi mày đây là ai, con này là con nào. Mày thích ngủ với gái lắm phải không? Về phía cô nhân tình, cô bé này không có gan phản kháng, chỉ lý nhí rồi cúi đầu nói, em xin đừng quay, xin chị bỏ máy quay xuống. Nhưng người bà xã vẫn không buông tha, quát lớn, mày là ai? Mày bỏ tay xuống, con tao đang sốt ở nhà. Tao bảo mày bỏ tay ra. Sao mày quen anh thờ? Tao tát cho mày cái. Mày chính là người yêu chồng tao đúng không? Sau đó người bà xã liền quay sang nói chồng về làm đơn, không muốn dây dưa nữa. Tuy nhiên, các người đi cùng căn ngăn người bà xã chớ nên đánh cô nhân tình của chồng, em đừng có đánh, nó cũng chỉ là nạn nhân thôi. Số khác thì cho rằng, bà xã chồng có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, chớ nên đánh ghen hờn kiểu gì xấu chàng hổ ai, nếu chẳng may còn dính dáng đến pháp luật. Mặc dù chưa biết nguồn cơn cụ thể của sự việc, tuy nhiên, vụ việc bên trên vẫn đang khiến dân tình xôn xao bàn tán.